kìa, một cành trăm sao lại nằm trên sân vườn Thúy? Ai đang rơi, ai vừa bước lối này? À, chân cô nàng chứ không ai. Ta nhớ rõ lạc hương mái tóc, hai tuần trăng quá mơ màng dốc ngọc, hơi hôn nàng một chút cũng chưa phai. Tại sao, tại sao nàng đến đây, vô tình hay hữu ý? Dạ. Kìa, chào tiểu thư. Sáng nay trên đường đi lễ chùa trở lại, thiếp vô tâm đánh rớt cành trăm. Dân dân, trăm đây. Dạ. Trăm này bắt được hư không? Biết đâu hộp phố mà mong châu. Nên nhặt được trăm tệ xin phân dân khó xử, nào ngờ đâu lại là trăm của người thiếu nữ láng giềng từng hối ngộ trong ngày tuyết thanh minh tạo mộ mới hôm. Nào dù chưa qua lại một câu, nhưng đã thủ lễ chào nhau tưởng cũng là sơ giao rồi. Dân mình nên kết thân màu bạc, vì hai nhà giáp ranh kề cận. Khi tôi lửa lúc tan hôn, việc tương lân khỏi ngại ngùng. Một tiếng mở tất lòng, chừng như đêm đông dục sáng. Ngăn cách bóng chợ gần, cầu mây buông chợ nắng. Biết quả câu thơ, nay chờ hiền nhân tiếp dân. Hiền làm thuy kẻ tài sơ, đâu dám lờn mắt đùa dơ. Qua cửa khuê phòng, thiếp dần lén trộm nhìn sang. Tài mạo đó tốt trần gian, sao còn nể nang nhung nhường. Trăng như rồng bay cầm thanh tao trá tuyệt, nhưng đâu sánh kịp ngón hành dân, hay khúc chiều quân bên làm kiều. Nhiều đêm trực dưới cầu, trông lên tầng gác nhỏ, nghe cung điệu xuất thần mà nao nao trăm mối. Người ta bảo nữ nhân mà càng đàn hay hát giỏi là càng bạc bón truân chuyên, phần này e phải lên. Hà một sớm lên đến đời còn nhớ, hơn nghìn năm bàn bạc sông vô danh. Đã đứng dưới trời xanh, không dựng thành đạp núi, cũng nắng nốt một nét son dù chỉ là hạt bụi. Chứ giá áo túi con đất chật không. Tiết khai ngang tầm thức nhà ngàn xưa, nhen ánh lửa đêm ấm lòng khuy nở, chút da ấn cân cầm trắng sân đỏ, tiếng
cung thương. Mong tìm gặp tri âm. Giảng hạnh, giảng hạnh. Ôi còn gì bằng, còn gì bằng. Đàn đã xô dây, mời tiểu thơ bấm phím. Đây, khúc chiêu quân hay khúc lỡ là kỷ niệm chuyến đi đảo nùng của trang kiều nữ xa xưa. Đàn đã ngưng, tiếng đàn sao chưa dứt, khúc chiêu quân còn phảng phất điệu u hoài. Nàng đã cho tôi mật ngọt nhớ thương dài, cho mơ, cho niềm vui mong đợi. Nghĩa là thiếp sao, công tử? Thúy chị ơi, không phải hôm nay, không phải hôm qua, cũng không phải buổi chiều tảo mô, mà từ đêm đầu toạt nghe tiếng tư rung buồn trong gió đời bất chợt ngổn ngang, khi mờ khi tỏ dưới tay giò giò ngấn hồng. Từ đó đến nay nếu lỡ kiếp này không trọn nợ, quyết khép mình chờ hạnh ngộ mai sau. Mở rách dưới đèn vô lái đồng đèn châu, tìm bóng chim câu qua mành liễu hững hờ. Thầm mong trời đừng phủ trắng thương khuyên, và mưa bụi đừng che giáng hồng sao vọng qua hẹn cỏ ua sao dối tới nhành dương. Đã đành cùng điệu dân dương, ngại vàng dưới đá hai đường thấp cao. Nàng là trăng sao chối lòa đêm, hàng thật là bếp lửa giữa đông thiên, sáng rực dịu dàng. Thiền làm thủy đơn sơ nàng mới đợi một lần, mà cây cỏ chợt xanh có người chợt ấm, thềm reo nở mắt mừng vô cũng reo vui. Nàng đi rồi xuân sắc cũng đi thôi, vườn thúy lại heo sầu tùng mai rũ rượi, và người đọc sách dưới đèn thêm một lần mê muội, như đánh mất linh hồn mình thân cõi mộng nào đâu. Bèo dâu phấn son đây gửi
cho nhau. Hương hoa giữ hoa huyên lành, ai bé hoa trơ cành, một đời rất vui thân dân. Cao tăng chứng cho tâm thành, công tử ơi, một tiếng khóc sông bia đã tạ, cành trăm thật là gửi tình quân. Pháo hồng đợi lính sông cân, tuyết băng nào dám hiến dân tử mình. Trăm năm giá đáng liên thành, nghĩ vong bao trận hạ cho tình đẹp phá thêm. Anh về gậy mối sang em, thưa cha thưa mẹ nên duyên vợ chồng. Thưa cha thưa mẹ nên duyên vợ chồng. Tìm đến nhau để bôi dài lâu khi ấm lành có nhau. Máu trong tim còn đỏ, lòng chung thủy ta còn sâu, còn đất còn trời còn son sắt ghi lời. Còn đất còn trời còn son sắt ghi lời. Kim công tử ra nhận thơ Liêu Dương. Kim Na, chàng làm sao vậy? Tin Liêu Dương có phải bực tường? Thục thủ đã mãn phần. Hả? Anh phải về Hổ Tăng lập tức. Thế nghĩa là mình phải tạm xa nhau. Xa nhau? Xa nhau sau buổi chỉ trời thề ước à? Công tử ơi, bao lâu? Theo đủ lễ phải ba đông. Ba đông? Hơn những nghìn ngày. Anh sẽ cố trở lại với em dịp nào sớm nhất? Không đâu, việc nhà chàng cứ đi, đảo làm người không thiếu được. Chuyện tình mình đâu phải là chuyện lớn nhất thế gian. Không phải chuyện lớn nhất thế gian, nhưng cũng không là chuyện bưởi bồng đầu thôn cuối ngò. Đốm lửa mong manh vừa nhóm lên ửng hồng rực rỡ, sợ nắng ngã gây mưa đông làm tuyết đổ tách lửa hồng lối đi, chỉ còn lại bóng đêm. Em một mình giữa đất trời đảo điên, tuy ai giữ tròn chữ ba tình, nhưng dòng đời khúc khuỷu trong chân. Ba đông vẫn biết thật dài bao thay đổi
hứa hẹn hôm nay, nguyện sánh tài núi sông. Anh đã được tặng kim châm và dư âm thâm thiết mổ cung đàn, mang theo như mang chính bóng hình nàng. Trên dặm ngàn ta có nhau, thì đây anh trao em chiếc vòng ngọc thạch với khăn hồng kỷ vật làm tâm. Thiết mong chàng đi yên lành trở lại, nối cung đàn mới trỗi nhịp đầu tiên. Dương Thúy Diệu, anh phải đi. Kim Lan, lòng em muốn can đảm đưa tiếng chàng, mà sao mắt mờ lệ quen ướt trên mi. Rồi đây người đi trước gió, cách quyên ương năm tháng mỏi mòn trong. Dù xa cách nhưng tình không úa tàn, ngày nào tái ngộ càng thêm thấm thêm sâu. Quan Hải Ưng đợi ra giữa công đường, còn bây giờ
Bay đâu? Chạy đi mau. Quan đã. Dạ quan, xin ngài hãy xót thương giúp cho con nhà dân thoát nạn. Ta là quan thứ hạng, giúp sao nổi mà xin. Nhưng ngài gần quan trên, cốt âm từ ngõ ngách, chúng tôi xin ngài hãy cứu giùm. Cứu giùm? Dĩ nhiên là cứu được rồi, miễn phạm nhân hiểu lễ. Dạ, nhờ ngài chỉ vẽ lễ làm sao mới giải được quan này. Quan này nếu tinh thẳng tay cũng non nghìn lượng quả mai thoát vòng. Trời ơi, trời ơi, nghìn lượng. Thường tình ta giúp thi công, xin quan hạ bớt khoảng còn 500. 500 lượng vàng ròng à? Tìm đâu ra, đào đâu có? Không có thì ở tù. Bay, giải đi. Dạ khoan, dạ khoan đã. Khoan. Biết thế nào cô cũng khoan mà. Có vàng không? Nè, suy nghĩ ha. Bớt cho một lần nữa, 400, có không? Ngài ơi, ngài cũng thấy nhà chúng tôi nghèo, nghèo thật mà. Nghèo thật hả? Ồ, nghèo thì bớt chút đỉnh 300 lượng, rẻ rề, có không? Trời ơi, một lượng còn không có, nói gì đến 300. Không có mà cứ khoan hoài à. Bây yeah. Mà khoan khoan khoan, lần này ta khoan nha, ta có cách giúp các ngươi rồi. Dạ dạ, cách gì à? Cách gì, xin ngài hãy xuống đất cho nhà chúng tôi. Muốn khỏi tội phải có vàng. Nhà ông nghèo không có vàng, nhưng lại có sắt. Sắt đem ra đổi vàng. Không có chuyện đó được không? Thà vợ chồng tôi chết muộn ở trong ngục, chứ con sinh ra không thể đổi vàng. Nghĩa là nãy giờ ta phí công phí sức giá trà, bài biểu hụt hơi cuối cùng ăn chết. Bay đâu? Dạ không, xin ngài nán cho một chút. Riêng tôi muốn nghe chuyện đem sắt đổi vàng. Có thể chứ, có thể chứ. Số lần vừa rồi có tai hào phú mã giam sinh từ Lâm Chí Thành đến đây võ dẫm, đi hăng muốn kiếm tìm một giai nhân mua về làm lễ cưới, dẫu phải 4000 vàng hắn ta cũng sẵn sàng thúc tôi. Họ Mã là người như thế nào vậy thưa ngài? Áo quần bánh bao túi tiền thì rủng rén, tuy tuổi qua tứ tuần nhưng mà trông hãy còn kha bén. Tôi muốn ra mắt người ấy được chứ? Không, Kiều Nhi con không thể tự hạ mình. Cha ơi, không thì lấy đâu ra vàng để chuộc tội cho mẹ cha? Không không, nhà ta nghèo nhưng nếp sống trong xanh, con đừng giải dột ô danh chơi. Chữ phù lao ơn đức sinh thành, con xin bán mình để báo đáp mẹ cha. Không, Kiều Nhi không được như vậy. Con giết cha giết mẹ đó con ơi. Cô Kiều sao? Nhận lời hay để cho sai nha áp giải xong thân cô đi hả? Bay đâu? Tôi nhận, buông cha mẹ tôi ra đi. Tôi nhận bà, trời ơi, tôi nhận bà. Kiều Nhi. Chị Thúy Kiều, chị hãy ngồi xuống đây đi, em giúp chị cài thoa chải tóc. Kiểu bên đàn trai sắp đến, việc của cô dâu bây giờ là sửa soạn điểm trang. Không đâu Thúy Vân ơi, Vân ơi, em hãy mang lại cho chị cây đàn. Chị đã treo đàn từ dạo ấy, mà bây giờ lại đàn hát là sao? Chị
mình trên phím nhạc. Đường đất cách xa người không giống mặt, nhưng cung bậc xưa chắc cũng ngàn ngàn ra rời như cung bậc mới hôm nay. Lại
hãy chôm lên từ cuối hà, sóng động rồi lặng yên cây vàng rồi phanh la, mọi sông gió đến dội vàng rồi cũng em má trôi qua. Thuy Vân ơi, này ngọc này trăng, da ngọc sáng tay em hơi chỉ, cùng với khăn hồng hương xưa em giữ kỹ, tinh vật của người tình trước gửi duyên sao. Chị Kiều ơi, có lẽ nào Vân ơi, em hãy ngồi xuống đây cho chị kiến Vân một lệ. Vườn Thúy đừng quên trống dời bóng mưa, ngày trở về chàng sẽ đứng dưới cầu lam nhìn lên dòng cửa ngóng tiếng đàn xưa dùng giả đoán chào em nghe chị đi. Em nhận đi, nghe Vân, chị Thuy Kiều. Kiều Hoa đã đến rồi, tiếng quảng quyền thúc giục. Chị Kiều ơi, Kiều Hoa đã đến rồi. Hả? Kiều Hoa đã đến rồi à? Vậy là xong con đường dài chấm dứt. Hỡi Kim Lan, em gọi tiếng sau cùng, ân tình này cắt trả đất Liêu Dương. Hết đời hết mong mình mất nhau vĩnh viễn. Kim Lan, Kim Lan, Kiều Hoa đợi đã lâu, giờ hoàng đạo đã đến. Xin gia chủ đưa cô dâu ra tiệu lên đường. Chị Kiều ơi, em đưa cha mẹ ra cầm khách, rồi em sẽ vào ngay với chị nghe chị. Là buổi đoạn lìa nhau thì
thà bé nhụy đào trao hiến bạn tình chung còn hơn tấm băng trong mang dùi lấp dưới bụi bụng ngày hôn lễ bước lạnh lùng như bước vào nghĩa trang cuối trời gió lòng chốn giấc mộng đã vàng người yêu hỏi tôi lỡ làng kêu đành giống bối sang ngang nàng hát, nghe chuyện đời nàng, nghe tiếng thở buồn tên, mà ngỡ đâu nghe tiếng khóc chính mình. Một thời xa xưa tay bùn chân đất. Tráng sĩ cũng có những chuyện buồn sao? Đâu phải ta sinh ra trên nệm giường lầu cát, cha ta chết hải hục trong thầm tối, và lá xanh đang bị nát thay thế. Mẹ ta mò ốc bắt cua nhưng chưa một bữa cơm đầy, còn ta cô nhiều hôm chỉ nuốt trao tay dòng sữa mẹ. Anh chị em ta một nhà để ở đợi, cắt cỏ chăn bò khi vừa mới lên năm, thịt chỉ được nhìn gạo trắng chẳng từng ăn, một mảnh quần bô thân trần tóc cháy. Thiếp không ngờ tráng sĩ có một tuổi thơ nào lòng vừa ấy. Lớn lên rồi ta lại còn thấy chán trường hơn, chung quanh đâu đâu nheo nhóc tuổi thơ, bên những ruộng lúa chất cao người ta đói gục, ta đã khóc thật nhiều, khóc cho ta, cho bạn bè, cho quyến thuộc. Mãi đến một ngày chợt đôi mắt cạn khô. Tráng sĩ đã tìm được niềm vui à? Đúng hơn, ta tìm được ánh đèn mở lối. Khóc chỉ giết mình trước tuổi, khóc không tạo nổi hột cơm,
phải bằng lửa trong ngực sức thanh gương, số ngã bất công đổi đời mà sống. Tráng sĩ làm tiếp bân quân mơ mộng, một cuộc đời đời bay bồng như trời mây. Sẽ chấp cánh đưa nàng bay đi, để xa những khúc hát bi ai, xa kiếp đời ô nhục. Đường đã đi lớp lớp người nô nức, rửa hờn sâu chào đón tương lai. Đường thân thang đó thiếp mong nhờ ai đưa tới, sương gió thiếp nề chi chỉ mong sao trời quang mây tạnh. Đẹp lắm Thúy Kiều ơi, đường ta đi bóng cờ bay gấp ngõ trên phố lớn, tiếng loa kêu người tuôn lên từ xóm nhỏ, biển giao rừng gươm như thác đổ ngang trời. Những khuôn mặt héo hon nghi tìm lại được ngủ lửa, mỗi nhà ấm áp vàng tình thương, non nước tắm mình trong nắng ấm rạng đông, sông núi chừng như được cần mưa rào lau sạch, mỗi bước đường chinh một hành trình hiển hách, mỗi đợt ra quân một chiến tích huy hoàng. Ôi rượu con thiếp nghe lâng lâng choáng váng, hy vọng đến bất ngờ, hy vọng tàu đãi vượt sâu vượt sang, liệu thốt qua cười chim hoa cúc qua ông ca. Không còn những giọt nước mắt rơi trong đêm dài nô lệ, như giọng hát nàng thường nức nở giữa đêm khuya. Tiếp như giò tỉnh dậy khỏi cơn mê, người con gái bất hạnh dường tuy ngày nào, bỗng thấy như tùng mai không còn rủ rưới, cánh em năm xưa đã tìm lại được. Phải nàng là người mà ta đã hẹn hò từ muôn kiếp trước. Từ tráng sĩ xin chưa qua lời tha tùng kiếp. Nàng là hoa mang sắc hương cho đời, mang niềm vui đưa về mỗi nẻo. Đừng làm loài hoa phai úa chết đau buồn, không ai biết ai hay. Hoa phải về với ngàn hoa, với câu ca chân tình nồng ấm. Không nữa kịp đời bao tuổi hờn oán quất, kịp còn tiếc gì đâu mà không trao trọn cho người thương. Ta yêu nàng người con gái băng trinh, đã chịu bán mình chuộc cha từ thuở mới vào đời. Trục bỏ xiêm mi nhấp nhúa những trận cười, được xin nếp mình bên người quân tơ. Giả tờ cũng thương điệu hát buồn năm cô, giả biết những ngày tâm tôi đã đi qua. Thank you.
về xưa nhớ giang quanh hồng. Thủy Kiều ơi tìm đâu ra nữa trăng nước cầu Lam, còn đây một quá xa xăm hương tóc thề vẫn quyền cành trăm. Phu quân vẫn chưa đi nghỉ. Hiền hiền thế, ta còn một ít việc chưa làm xong. Thiếp thì chỉ mới vừa dỗ yên mấy đứa nhỏ, biết phu quân cần thức khuya nên không vội chén sâm này. Tạ ơn trời đã ban cho trọng này một người vợ đảm đang hiền thục. Trời không biết có công trạng gì không, chứ đúng ra phu quân phải cảm ơn chị Kiều. Kiều? Nhưng Kiều đâu còn nữa. Nếu có chị Kiều, phu quân sẽ còn thấy hạnh phúc nhiều hơn. Hiền thê, hiền thê đừng nói vậy. Đó là sự thật mà thiếp nói với tất giả chân thành, không phải trách móc, không phải hờn ghen. Vì chỗ thiếp đứng hôm nay là chỗ từ tái chị Kiều đặt để. Dù sao ta vẫn có lỗi với hiền thê. Trong đạo nghĩa vợ chồng ta là người tàu cán không toàn vẹn. Hơn 10 năm ta vạch bể tìm sông, vạch trời tìm nắng. Nhưng vết chân son như khói mờ xuôi theo cơn gió loạn. Khi bất chợt đến gần, khi lãng vãng bay xa. Ngày nối ngày giống lại qua, dẫm dài sông núi nào mỏi gót bông ba. Dù màu tóc đã phôi pha, mỗi tiếng đưa ai ngờ là vĩnh biệt. Đốt lìa mái vàng giọt bóng trắng thề, người đi bó lạnh đường về. Chị ấy tội gì mà khốn khổ một đời qua, nghiệp chướng đỏ đài chưa tha. Lúc tôi tâm riêng hứng chịu nhục nhằn, ngài vinh hiển chẳng giữ phần. Đúng hay sai luật trời truyền tùng, hết bị cực rồi tới lại. Tiên huyện lệnh có nhà không? Vào báo làm ta từng gặp. Ai như tiếng của Dương Đệ? Chính là chú Dương Quang rồi. Để tiếp ra mời chú ấy vào đây. Kim huynh, Dương Đệ, có tin mừng. Lần này thì không còn sai chạy vào đâu nữa. Thì chú nói tôi nghe, tôi đang sốt ruột lắm. Anh sốt ruột, tôi cũng có cái sốt ruột của tôi. Bây giờ có lẽ chú đã tìm ra đầu mối. Chị Kiều hiện ở đâu? Ở đâu thì chưa rõ. Nhưng vừa rồi, trong cuộc điều tra xét bọn Nga lại gian tham nhiễu hại dân lành, tôi đã bắt được mấy đứa vô lương, gây tội nợ đã nhiều, kể cả mua thân, mua sông chị Kiều. Chúng là đường dây môi tiền trắng trợn, từ hẻm túi phố phường đến chốn nha môn. Còn má giám sinh kẻ bỏ vàng cưới chuột, đã lộ nguyên hình là tay bẻ qua khiếp nhược. Trong mũ tú bà chủ chứa lầu xanh, nàng rơi vào lầu xanh ổ buôn người ô trọc. Trời ơi lũ súc sinh bất nhân tàn độc, bị giết bao nhiêu cuộc đời trong trắng. Kiều hỡi còn gì chùa xót đắng cay hơn. Bọn chúng trong tay tôi sẽ tìm được chị Kiều. Quán trả ơn đền sẽ kết cuộc ngày mai. Phải chăng quan kiên đang mở lượng cao dài, trả chị Kiều về tổ ấm thân yêu.
quan đã được tuân hành. À, đúng, đúng rồi. Chính ba tên này, chính ba tên này hồi đó chúng đã khám nhà và dơ vét sạch tiền của. Dạ, lại quan bà, bây giờ tụi bọn em đã biết ăn cơm, uống biết ăn năn rồi. Lại bay lại. Chính tên này, chính tên này đã hạch sách 300 lượng vàng rồi mối lái đưa chị Kiều vào tay bọn gian ác. Dạ, lại quan bà, bây giờ thì em không còn giao du với bọn mặt người lòng thú đó nữa. 300 lượng vàng hồi đó em cũng phải chia tam chia tứ chứ đâu có được ăn hết một mình. Lại nữa bay lại. Không, lại. Không cần, không cần các người lại. Ta chỉ cần biết chị Kiều hiện nay ở đâu. Hãy trình lại thật rõ những việc sai lầm, không được quanh quẩn, không được thêm bớt. Dạ, thưa lên thượng quan, trước tiên kẻ tội phạm đã dẫn đường tới Lâm Tri tìm hai vợ chồng họ Mã, nhưng chốn thanh lâu qua đèn tàn tạ, ông buôn lặng như tờ, sa mã văng teo. Nghĩa là nàng Kiều không còn ở đó nữa à? Dạ, lầu hồng dẹp rồi, người tất cũng đi theo, bốn phía nhện văng tứ bề bụi bám. Thế các ngươi không gặp được vợ chồng Mã giám sinh? Dạ bẩm thượng quan, không còn cách nào gặp họ được nữa. Tại sao? Dạ, dai nở máu phải đền nở máu, bán thịt xương trời bắt trả thịt xương. Nghĩa là sao? Dạ cả Mã giám sinh lẫn Tú bà đều thọ tử thảm thương, máu chảy đầu rơi hồn siêu bách lạc. Vậy thì làm sao truy ra tung tích của nàng Kiều? Dạ bẩm thượng quan, mai nhờ có người biết chuyện giúp kẻ tội phạm này tìm tới. Bà chỉ đi nè, bà này nè. Nàng này là ai vậy? Bẩm nhĩ vị thượng quan, bẩm quan bà, tiện thiếp vốn dòng họ Quảng danh gia, con quan lại bộ tên là Quảng Thư. Thì ra là Quảng tiểu thư. Tại sao tiểu thư dính líu đến câu chuyện hôm nay? Dạ bẩm thượng quan, còn sống được là may, chứ tưởng đâu tiện thiếp phải theo vợ chồng Mã giám sinh dưới mồ xanh cỏ rồi. Chúng tôi nóng lòng muốn biết tin tức chị Kiều, tiểu thư có điều gì chỉ giáo cho chăng? Dạ, tiện thiếp nhìn không lầm thì quan bà đấy hẳn là... Tôi là Dương Thúy Vân, em gái chị Kiều. À, hèn chi, vừa mới trong quan bà là tiện thiếp thấy ngờ ngợ. Nói gì, tiểu thư đã gặp chị tôi à? Dạ, chẳng những gặp mà Dương tiểu thư còn sống chung cùng tiện thiếp một đoạn năm dưới một mái nhà, tình nghĩa đậm đà chỗ bạn gái với nhau. Thôi đi bà ơi đừng bôi son vẽ mặt, khắp đất vàng tô vô tích khét danh bà, hiếm độc chanh chua tâm địa mãn xà, máu ghen thì gọi là đệ nhất khó ai qua. Miệng lưỡi người ta thêm mười bớt một, chứ đàn bà không ghen sao khỏi mất chồng. Nhưng nếu ghen quản thư làm thiên hạ khiếp hồn, cả ớt lẫn gừng đâu thua kém mùi cay. Tôi ghen chồng tôi mắc gì anh xiên xỏ, mắc ở chỗ bà ghen bà hành hạ nàng Kiều. Hành hạ nàng Kiều nguyên cớ từ đâu? Các người hãy cay mau đừng kế lấy dài dòng. Giả số là bà quản đây có ông chồng háo mọt, tên gọi Thúc Sinh, hào phong tiếng tâm nhiều. Trong cuộc tìm qua được hội kiến nàng Kiều, mê mệt đâm liều giải bạc chuột về ngay. Họ thúc khéo tay đem nàng Kiều giấu biệt, nhưng bà quản đánh hơi nắm vững ngọn ngành. Bèn giải đàn em ra tròn ngầm bắt cóc, ôi thân liễu tơi bời dưới trận bão ghen tường. Rồi giọt nện xong mà lửa giận ấy còn, bắt khoác áo nô tì đài ải chẳng xót thương. Vậy cũng chưa yên bà ép mặc áo nâu sòng, cạo tóc vô chùa sống kiếp đi cô. Vậy mà dám khoác lác, miếng thịt chén rau ăn đủ chí đồng. Chị Kiều tôi thí phát ở chùa nào, hãy đưa ngay chúng tôi đến đó. Quan bà ơi, vô chùa mà có được yên thân đâu, thấy lịnh tỷ có nhan sắc, bọn côn đồ lại bắt đưa vào lầu xanh một lần nữa. Trời ơi, sao nàng lại cứ phải long đong khốn khổ đến thế? Bẩm thượng quan, chính cái bọn côn đồ ấy mới đúng là hạng lòng lang dạ sói, nên vừa rồi chết chẳng toàn thấy. Bọn côn đồ ấy đã chết à? Dạ, chết một ngày, một chỗ, một lượt cái vợ chồng Mã giam sinh. Vậy còn chị Kiều tôi? Dạ, chính Dương Thúy Kiều tiểu thư ngồi cạo trên trương hổ, lẫm liệt quy ghi sát tử lũ giang hùng. Tại sao lại có chuyện đó? Tại sao nàng có thể ngồi nơi trương hổ xử người? Thưa, vì lúc đó nàng là ái thê của tướng quân Từ Hải. Ái thê của Từ Hải? Nhưng chính mắt tiện thiếp thấy, chính tay tiện thiếp nghe, và nếu không giỏi uống ba tấc lưỡi thì cái đầu của tiện thiếp cũng đã rơi dưới tay nỗi đau của tướng quân Từ Hải rồi.
Thúy Kiều là ái thế của Từ Hải. Nhưng và nghe đâu Từ Hải vì làm mưu của Hà Tôn Hiên nên đã tử trận giữa xa trường, và Thúy Kiều cũng đã tử tận tại sông Tiền Đường sau đó. Trời, Thúy Kiều đã chết. Lời nguyện xưa vui buồn xưa mọi tài chung dưới lá sân chùa Dương Thúy cầu lắm thôi đã thương buổi hồng ai biết sạch lòng chưa. Nico hát bài gì mà nghe buồn đứt ruột. Mô Phật, đêm xuống đã lâu, các thí chủ đến chùa hẳn có việc gì cần lắm. Tất nhiên phải có chuyện cần. Giới thiệu cho Nico được biết, đây là quan huyện đất Châu Dương. Quan huyện Châu Dương à? Ừ. Dạ, tiền nữ xin kính chào. Thưa quan huyện, chẳng hay có điều chi hệ trọng mà ngài phải nhọc công quá bước đến chùa vào đêm hôm khuya khoắt như thế này. Có gì hệ trọng đâu, thấy có cái sân rộng rãi nên quan huyện muốn mượn cho gia đình ta túc đỡ một đêm. À, dạ, khi nãy thầy có dặn quét dọn sân và pha tuần trà chờ khách mà tiện ni lại quên, xin quan huyện cảm phiền nán đợi một lát, tiện ni vào pha trà. Ni cô bất tất phải pha trà. Này lão chung, dạ, tạm để hành lý đó rồi quay về thu xếp đưa gia đình tôi tới đây ngay nha. Xin tuân lệnh. Còn Ni cô, hãy kể cho ta nghe những nỗi niềm u uẩn. Trên cương vị một quan huyện, ta có đủ quyền quý giải tỏa mọi uẩn khúc cho nàng. Tạ ơn quan huyện, nhưng tiện ni nào có uẩn khúc gì đâu. Ni cô đừng giấu giếm, chi hạt ban nãy đã bộc bạch hết lòng dạ sâu kín của ni cô rồi. Đó chỉ là tiếng hát bâng quơ, tiếng ni bật chợt lỡ lời. Tiếng hát đó xoay trong tim, đi vào máu thịt. Tiếng hát ta đã nghe một thở nào đó thật xa, êm đềm thân thích. Tuy khác lời khác điệu, nhưng âm giọng chẳng khác mãi mãi. Dạ, chuyện ấy cũng thường tình. Người đôi lúc còn giống tạc nhau, huống hồ chi là giống hết. Ni cô, có bao giờ được nghe một cung thương bi đát khóc nhớ chiêu quân buổi tân tâm sang hồ? Dạ, thưa quan huyện, tiếng đi chưa bao giờ. Ta thì chẳng những được nghe mà còn được nhìn cả người đàn hát. Giọng hát chỉ có một, không thể có ai. Giọng hát đôi chỉ thuộc về nàng. Không đâu, Ni cô, dạ. Tại sao Ni cô bỏ chạy? Thưa quan huyện, bất tắc phải thưa dây bầm. Ni cô, hãy quay mặt lại đây. Dạ không, tiện đi phải vào chùa. Ni cô, dạ. Ni cô phải cho ta thấy mặt. Khuôn mặt đó phải chăng cũng tuyệt thần như giọng. Khuôn mặt và giọng hát của người từng giao khúc chiều quân. Năm cũ bên làm điều cho ngổn ngang trăm chiều lòng kẻ dưới tay. Tiền
ta kết nên duyên tình rồi, dòng đời đẩy đưa thành mơ. Lạnh lùng đừng bước đi vội vã, vô tạc lầu thơ bút xe ngon thỏ, dáng người xưa như tấm cá bóng, một bước xa nhau ngàn dặm mỏi công tìm, bởi hình ảnh cũ khó phai mờ trong tâm khảm. Dù đúng dù không, tôi cũng xin đi có một lần đối mặt nhau cho tận tường đen trắng, để ta xem có phải đó là gian đứng ta có từng đêm nâng đàn buông cung quan. Còn đây là người đọc sách mỗi khuya trong đèn lặng lặng đón tiên thần thường thuyền cảnh dân thoáng đưa về. Hơn mười năm năm cách biệt lỡ hẹn tôi, dĩ dạng tôi đi bên lề cuộc sống, nhưng giọng hát dáng người đâu dễ nào quên. Nghi cô là ai đừng giấu mặt giấu tên, nghi cô là ai sao quán ngốc ngỡ ngàng như sợ lo, trước một biến động kinh hoàng trái ngang khó xử. Chuyện biển vô đời không tròn với nhau thì tìm nhau chỉ thêm muộn phiền. Kiều ơi kiều của anh, kiều năm xưa của anh đây thật rồi. Chứ không phải là kiều của người bây giờ nữa, vì kiều hôm nay là đệ tử của nhà chùa. Ngắn ngủi một năm thôi, trời đất có bốn mùa, thì trong 15 năm đêm làm sao hết bao nhiêu thăng trầm xoay chuyển, làm sao kéo lại dòng đời trở ngược bước thời gian. Không không kiều ơi, năm tháng không ao mòn nước giấc mong cầu lam, cổng chùa không ngăn nổi chân ta quay về giường thuyền,
mình đã hứng chịu quá nhiều khổ lụy, gặp lại nhau rồi sao còn nghĩ biệt ly. Đã dứt nợ nần hứa tiếp chi, túc nhuộm pha sương có được gì, dài mang gánh nặng con đường mới, đừng trở về xưa nỗi đau nghi. Không không Kiều ơi, dù chỉ còn một ngày một khắc một giây, anh cũng đưa em về với cầu Lam Vườn Thúy, bến hẹn em đêm chung thủy mất mát đánh liều vì một định mệnh bất công, nay đến lúc phải được hưởng an nhàn thông dong bù đắp lại những áng mây xám u buồn, không thể che chân mãi cuộc đời em. Cảm ơn người thương cảm phận thuyền quyên, trọn nghĩa trọn tình giữ nguyên lòng son sắt. Nhưng mỗi chúng ta bây giờ đều có những bổn phận riêng trói chặt, dở dang rồi đành gọi cố nhân thôi. Thúy Kiều. Không đâu Kim công tử, tiện đi xin vĩnh biệt. Thúy Kiều. Thúy Kiều ơi, thà rằng em chết như tin đồn, thà anh đang gặp hồn em từ đáy sông tiền đường hiện lên vỗ về anh trong cõi mộng. Cho em thật sự đứng đây em ràng ràng còn sống, thì bao nhiêu năm tìm kiếm nhục nhằn đâu thể chỉ để gọi hai tiếng cố nhân xuồng, nghe lạnh như hai giọt lệ. Cay đắng làm sao thực tế mà phải ngỡ là chim bao. Gọi thực là đâu, chỉ đâu đâu. Từ bấy lâu tôi chịu khóa cho mình. Con người nay đã rõ ràng hiện dinh, lớp công danh, lớp bề thế gia đình, lời cuối chuyện tình xin vĩnh biệt cố nhân. Khoan, khoan đã chị Kiều ơi, chị hãy ngoảnh lại nhìn xem, đây mẹ, đây cha và cả hai chúng em một nhà đông đủ mặt. Chị còn tính đi đâu sau những năm dài heo hắt, ngày hội tụ đến như cơn mơ ngàn nước mắt vui. Kiều ơi, em vui như say, như dại như cuồng. Tặng em vô tâm thiếu bồng lãng bạc, bỏ chỉ ganh giác tay cả nhà mỏi tay biến đau. Con của cha đây sao, Kiều Nhi thật đây sao? Vậy là trời đã trả con về với cha mẹ đó. Đứng bên con cha nghe lòng chợt nẻ, đeo to cho vơi nhẹ con. Thật có lỗi với cha với mẹ, đằng lẽ ra con phải hồi quy để cha mẹ khỏi đời khỏi mong, nhưng con sợ. Còn cái gì làm con sợ hả Kiều? Cha mẹ ơi,
con sợ tấm thân dây bùn nhớ qua những chén rượu thâu đêm trần cười suốt sáng. Làm dẫn đột câu tiết hạnh khả phong trong trắng của gia đình. Không, không đâu, con là cách xem mang lực tướng thành tình. Đứng giữa bùn đen ao tù lầy lỗi dần thơm ngát hương nghĩ nghìn đời chói loài bông. Chỉ Kiều ơi trắng nước cầu lam nghẹn ngào thương nhớ, chỉ đi rồi trời đất cũng quạnh liêu, chỉ về cho cúc nở quanh kêu, chỉ về cho hiền dân yêu đời con thằng bao trôi nổi là bấy nhiêu vỡ chim chăm vào và quyên đạo tiền tình thương dành cho con bằng mấy non mấy sông đồng. Ngày vui ngày hôm nay hồi thời lại đưa chúng ta. Cha mẹ ơi con đã quyết trọn đời theo Đức Phật, nhờ giọt nước dành dương rửa sạch tâm thân này. Chị Tiểu ơi cửa Phật là cửa từ bi bác ai, đâu có nghĩa chôn lấp đời mình và ngoảnh mặt quay lưng. Sao chị nỡ giết bao nhiêu nguồn hy vọng, cuộc sống thật vẫn nảy mầm giữa chốn trầm luân. Mô Phật, chi ly thay mấy lời biển giải, cửa Phật từ bi không chấp nê thiện ác, mở đón cấp trời chẳng níu giữ một ai. Hạnh phúc chúng sinh cuộc sống của muôn loài, trân trọng nâng niu ấy là tấm Phật. Trạc Tuyền con Mô Phật, con đã nghe lời thầy giải bao. Từ sống nước con sông tìm đường trôi dạt, thầy đưa con về chùa nghe kể chuyện đời con. Mắt con chỉ rưng rưng mà thầy khóc một đêm tròn, rồi đó bên nhau ngoài là thầy trò trong là bầu bạn. Cửa Phật đến với con như căn nhà lắm nạn, nay hết nạn rồi thầy. Mô Phật, thầy tính đuổi con đi à? Mất con thầy buồn, nhưng con ở lại làm chi? Hãy về mà trả hiếu cho mẹ cha, làm vui bao người thân thuộc. Chị Kiều ơi, tuân lời chị, em đã giữ thay lời kết ước. Tình trước duyên sau, nối nhiếp đàn còn chờ ngôi thứ chính thế, tâu khúc cũng thơm em hằng đời chi. Quý dân đừng nhắc nữa cung thương, hãy dạo riêng cung hỷ. Bài hát trái tim mai sáng sẽ bao. Tình yêu kiếp này em giúp chị đành thôi, riêng chị đồng nguyện quy y thờ chồng trọn đau. Lại mẹ cha bất hiếu nữ thêm
một lần bất hảo, không bẩm không thưa xuất gia tự quyền. Con cha, cha mẹ nghe rồi, chuyện con lận đận đường duyên, không hết thương con có đâu trách cứ. Thúy Kiều ơi, ta với nàng từng ấy đau thương, chưa đủ hay sao còn dài dò nhau nữa. Kiều tái hồi kiếm trong, ôi đâu còn cảnh ngộ nào bị thương ơn chuyện tình hai ta bên giường Thúy năm nào ngày đôi lứa chia đường, những mong hội ngộ phần con và Kim Trọng thì nàng cần gì ở tôi? Kim Trọng ơi, vừa chúng mình lời hứa ngày xưa, không còn gì để nói, số mệnh đã an bài nối thêm là ngang trái. Đừng bảo nữa quan gia, đây mấy lời tâm quyết, hãy nhận nghĩa cầm kỳ, thế giàu duyên cầm sắc. Lời chỉ qua thiết tha, chúng em sao nỡ để chị buồn. Nàng như mặt nguyệt sáng ngời, trong này há dịu mờ hay sao? Bây lâu đáy biển mò kim, là chỉ để tìm nàng. Tương tri này há dễ mấy ai. Dòng bao qua đi, chân trời tha ta bừng sáng, dàn tiếng quanh ta thương ta muôn hoa chào nắng. Ngày vui đêm vui, bước chân mang theo tiếng đàn, cùng thương năm nào nay chuyện anh cũng xuân. Nàng về quê xưa vui trần công dương tha áo, nàng về quê xưa cõi lòng như trăng rọi xa. Nhẹ nhàng tiếng gió thương ta dương trên lam kiều, dương thủy bàng hoàng không còn tiếng.